Xin chào quý vị đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Kính thưa quý vị, một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay được dư luận chú ý và nói đến rất nhiều trong lĩnh vực y tế đó là câu chuyện về y đức. Xin mời quý vị cùng tham dự buổi trò chuyện với vị khách mời đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Duy Tâm. Y đức và quá tải bệnh viện đang là hai vấn nạn lớn nhất của ngành y tế. Lao động ngành y là loại lao động đặc thù gắn với trách nhiệm cao trước sức khỏe của con người và tính mạng của người bệnh. Là lao động hết sức khẩn trương liên tục cả ngày đêm, diễn ra trong điều kiện không phù hợp của quy luật sinh lý con người. Tiếp xúc với người bệnh đau đớn, bệnh tật, độc hại, lây nhiễm, hóa chất, chất thải môi trường bệnh viện, chịu sức ép nặng nề của dư luận xã hội, thái độ hành vi không đúng của người bệnh và người nhà bệnh nhân khi không thỏa mãn nhu cầu của họ trong khi điều kiện đáp ứng không có, người thầy thuốc không thể thực hiện được. Chính từ những yếu tố đó, có thể nói việc đào tạo đội ngũ y bác sĩ chưa bao giờ chỉ là kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn đòi hỏi ở người học sức khỏe, ý chí, tinh thần và một trái tim nhân hậu. Trong quan điểm đổi mới giáo dục và tăng cường chất lượng đào tạo ngành y, việc trở lại với nhận thức y học như một ngành nhân văn là cần thiết. Bác sĩ có thể chia sẻ quan niệm của mình như thế nào khi đứng trước những cái phản ứng của dư luận đôi khi rất trái chiều nhau xung quanh hai chữ y đức? Người ta hay đặt đề cập tới vấn đề y đức, có nghĩa là nói về đạo đức của nghề y, là đạo đức của người làm thầy thuốc hay làm bác sĩ. Thực ra nghề nào cũng cần phải có đạo đức hết. Ngay đến một người làm một nghề mà người ta tưởng là tầm thường, là đi chùi cái nhà thôi, cũng phải có lương tâm chức nghiệp. Tại sao tôi nói điều này? Là vì sáng hôm nay trên đường đến dạy học, tôi đi vào giảng đường thì chật chân ngã một cái, suýt chết. Tại vì nếu ban đầu tôi đập xuống trước là tôi chết. Người chùi nhà đó đã vô ý để một vũng nước ướt như vậy trước, mà trong khi giờ người ta đi lại rất nhiều. Mọi nghề đều phải tinh, không phải chỉ có đạo đức thôi mà phải tinh trong cái nghề của mình. Cho nên người ta thường nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Từ xưa đến nay những người giỏi về chuyên môn như là giáo sư Tôn Thất Tùng, giáo sư Đặng Văn Trung, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là những người mà chuyên môn giỏi mà lương tâm chức nghiệp. Hai cái việc lương tâm chức nghiệp và kiến thức về chức nghiệp đi đôi với nhau. Chỉ có những người kiến thức kém cho nên mới làm bừa hại cho sinh bệnh người ta thôi. Nhưng vậy thì tại sao trong những lĩnh vực như vậy thì y đức lại trở thành một câu chuyện thời sự hơn những lĩnh vực khác? Cái người thầy thuốc và làm người y trách nhiệm trực tiếp đến sinh mạng của người bệnh mà lại không có lương tâm chức nghiệp thì rất là tai hại. Nhưng mà nhất là ở Việt Nam chúng ta, trong gia đình có người bị bệnh mà phải vào bệnh viện thật là một sự khổ. Vì những người làm về y không biết đau cái đau của người bệnh, không đứng vào địa vị của người bệnh, người nhà của người bệnh. Người nhà mà chờ trực như vậy thì huống chi người bệnh đau. Nhiều người cho rằng là có thể ở trong trường y chưa chú ý khâu đào tạo về y đức. Thì ý kiến của thầy về việc này như thế nào ạ? Những người làm người y đa số là người tốt, có lương tâm chức nghiệp. Nhưng vì sự đào tạo vội vã cho nên kiến thức hạn hẹp. Những khi làm sai một việc rồi thì nhiều khi phải nhắm mắt theo lao. Thầy đã từng tốt nghiệp y khoa ở nước ngoài và đã từng làm việc ở trong môi trường quốc tế. Thì thầy có thể chia sẻ gì về những cái kinh nghiệm của những nước tiên tiến về y học và y khoa? Chúng ta hay để ý đến cái số lượng mà không để ý đến cái chất lượng. Người ta đặt ra cái số lượng là theo nhu cầu. Nhưng mà sự đào tạo thì không thể chiều lòng cái nhu cầu ở bên các nước văn minh như là bên Mỹ chẳng hạn. Một trường đại học y khoa dù lớn thế nào chăng nữa, cái số sinh viên hàng năm nhận vào không bao giờ quá 100 người. Nhìn vào cái số lượng của sinh viên biết được cái chất lượng của trường đại học y khoa. Thí dụ, trường đại học y khoa nổi tiếng nhất thế giới chứ không phải nhất nước Mỹ là Mayo Clinic ở Rochester, Minnesota. Mỗi một năm họ chỉ lấy có 25 sinh viên. Thế còn chúng ta đây thì sao? Tôi phải ngạc nhiên với phương tiện không lấy gì làm phong phú cho lắm mà những trường lấy đã 400-500 đã nhiều rồi mà lấy cả ngàn sinh viên. 1.000 sinh viên một năm. Số sinh viên đến không đủ chỗ để đứng ở trong phòng mà học với các bác sĩ. Không đủ chỗ ở hành lang nữa mà không đủ chỗ ở ngoài sân nữa. Các sinh viên y khoa thực tập ở bệnh viện lang thang ở ngoài đường rồi vào quán cà phê rồi đến giờ thì đi về. Gần đây khi mà có nhiều những cái bức xúc về y đức thì có những người còn đưa ra những cái ý kiến mà tôi không biết là nó sẽ hiệu quả như thế nào. Họ nói rằng là muốn sinh viên bây giờ đào tạo tốt về y đức thì chắc phải cho bắt thi môn văn khi vào trường y. Như vậy là ở góc độ là người làm nghề và hiểu rõ nhất khái niệm về y đức thì bác sĩ có thể đưa ra được một cái mô hình giáo dục như thế nào lý tưởng cho Việt Nam hiện nay? Nền giáo dục của ta bây giờ cũng như nền giáo dục của cả thế giới nữa, tôi thiếu hẳn đi một cái phần gọi là phần cổ điển. Cổ điển là gì?
là lịch sử, là văn học, là nghệ thuật. Những cái môn đó làm cho người ta cái tính cách nhân văn. Học đại học là học để làm một đại nhân. Đại nhân ở đây là một người thông tuệ, có trí lớn, đầu óc lớn và có quả tim cũng phải lớn nữa. Cho nên trước khi mà làm thầy thuốc, làm kỹ sư, làm luật gia, làm kỹ thuật viên, làm thư ký, làm cái gì cũng vậy, đầu tiên phải là một công dân tốt. Khi tôi có cơ hội để làm cái trường y khoa, thì tôi có một cái giấc mơ là đào tạo nên một thế hệ thầy thuốc có đủ cả tài năng và đức độ. Cho nên cái trường y khoa của tôi là Tần Tân Tạo, không phải chỉ là một trường y khoa dạy chuyên nghiệp, mà là nơi cửa khổng sân trình dạy cho người sinh viên biết là một sĩ phu của Việt Nam, có tinh thần kỷ luật. Trường đại học y khoa của tôi, Tân Tạo, cho vấn đề kỷ luật là vấn đề nghiêm trọng nhất. Và hễ mà ai không có kỷ luật là loại trừ ngay. Chúng tôi như một trường quân sự võ bị vậy, mặc đồng phục, sinh viên đi đến chỉnh tề ngay ngắn, quần áo chỉnh tề khi vào bệnh viện, đứng chững chạc như một bác sĩ. Thưa quý vị, có lẽ qua những gì mà ngày hôm nay giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Bùi Duy Tâm chia sẻ đã giúp chúng ta hiểu rõ hơn y đức từ chính cái nhìn của những người trong cuộc và của những người mà luôn luôn đau đáu với ngành y. Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Duy Tâm rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Và tiếp sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.